Gỗ nghiến là một loại gỗ quen thuộc được sử dụng khá nhiều trong cuộc sống hàng ngày mà ta vẫn thấy. Vậy cây gỗ nghiến là loại cây như thế nào? Nó có tốt không? Giá trị của loại gỗ này trong cuộc sống? Để giải đáp những thắc mắc đó, xin mời quý bạn cùng chúng tôi tìm hiểu trong video này. Đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video chia sẻ mới nhất và hoàn toàn miễn phí từ kênh. Về đặc điểm, nghiến là cây gỗ lớn, cao khoảng 30 đến 35 mét, đường kính lên tới 80 đến 90 cm. Cành cây non không có lông, lá cây gỗ nghiến thì hình trứng, rộng, có kích cỡ từ 10 đến 12 x 7 đến 10 cm. Mép nguyên, gân bên có 5 đến 7 đôi, trong đó có khoảng 3 gân gốc, cuống lá dài khoảng 3 đến 5 cm. Hoa của chúng là hoa đơn tính, hoa đực thì có đường kính là 1,5 cm. Đài hình chuông, ở đầu xẹ 5 thùy sâu, dài khoảng 1,5 cm. Hoa thì gồm có 5 cánh, dài khoảng 1,3 cm và gồm có 25 nhị xếp thành 5 bó. Chỉ nhị dài khoảng 1 đến 1,3 cm, bao phấn hình bầu dục, dài 3 mm. Quả khô của loại gỗ này thì là hình 5 cạnh giống quả khế, tự mở và đường kính là 1,8 cm. Gỗ nghiến thì thuộc nhóm gỗ 2A trong các nhóm gỗ Việt Nam. Nghiến hay còn được gọi là nu nghiến là một loại gỗ quý, có vân xoăn đẹp ở bướu to, thường được dùng làm bàn ghế, đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp. Gỗ nghiến thuộc loại gỗ nặng, có tỉ trọng cao khoảng 950 đến 1.100 kg trên 1 mét khối. Độ ẩm là vào 15%, nên khi cầm gỗ nghiến trên tay so với các loại gỗ khác thì sẽ thấy sự chênh lệch đáng kể. Gỗ giác của gỗ nghiến thì có màu hơi sáng, mềm và nhẹ hơn gỗ lõi một chút. Thường được dùng để làm những bộ phận trong nhà mà ít chịu lực như là tường ngăn, bàn thờ, bàn ghế, v.v. Lõi của gỗ nghiến thì có màu nâu sẫm, đồng đều, vòng vân rất mờ và có cấu tạo lớp. Gỗ nghiến có tốt không? Thì gỗ nghiến là một trong những loại gỗ tốt có tính cơ học cao, dai bền, không mối mọt ngay cả khi chôn xuống đất. Mưa gió ngoài trời thì chỉ có thể làm bạc màu lớp mặt. Khi bảo nhẵn thì là có thể thấy được các vân hoa tinh vi như trên mặt thép của thanh kiếm Nhật. Đây là cấu tạo lớp chỉ có một số loài gỗ có. Gỗ nghiến thì có ưu điểm là nếu được dùng để chế đầu gỗ bằng những tấm ván mỏng thì dưới tác động của độ ẩm và nước thì sẽ xuất hiện trong chúng những nội lực lớn, dễ làm cho chúng bị cong vênh, thậm chí là nứt vỡ. Với những đặc tính ưu việt cũng như nhược điểm trên thì gỗ nghiến vẫn là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai đang muốn tìm mua một sản phẩm gỗ tự nhiên cao cấp với tiêu chí là bền, đẹp, giá cả phải chăng. Ứng dụng của gỗ nghiến trong đời sống con người thì gỗ nghiến là loại gỗ cao cấp nên thông thường chỉ những gia đình có điều kiện mới có thể sử dụng. Tuy nhiên, gỗ nghiến lại có sự ứng dụng rất lớn trong cuộc sống hàng ngày. Người dân một số vùng núi đá cao thường hay dùng gỗ nghiến để làm sàn nhà, cột nhà, vì kèo, đi lại trên sàn nhà thì không bao giờ có tiếng cót két, một đặc trưng của loại gỗ mềm dẻo. Cũng vì các đặc tính trên mà gỗ nghiến còn rất được ưa chuộng khi dùng làm thớt. Với đặc tính của mình thì gỗ nghiến cũng rất thích hợp để đóng những mẫu giường ngủ cao cấp, tạo nên một điểm nhấn ấn tượng cho không gian ngôi nhà của bạn. Với chất liệu là gỗ tự nhiên có nhiều đặc tính quan trọng, giường ngủ gỗ nghiến có đặc tính là dễ chạm trổ, dễ dàng xử lý theo không gian của ngôi nhà. Gỗ nghiến thì rất chắc chắn, bạn yên tâm rằng không bao giờ có tiếng cót két hoặc tiếng kêu như các mẫu giường ngủ gỗ công nghiệp. Ngoài ưu điểm về chất lượng thì một chiếc giường ngủ trang nhã, kết cấu chắc chắn cũng là ngầm biểu tượng cho một hạnh phúc lâu dài, một cuộc sống vợ chồng viên mãn. Ngọc nghiến có tên gọi khác dân dã là nghiến hóa thạch, mắt nghiến, nu nghiến hay bìu nghiến. Đây là phần cứng nhất của cây gỗ nghiến, được hình thành từ một cái lỗi hay khuyết tật nào đó như là sâu bệnh, chặt chém hay bị sét đánh trong quá trình phát triển của cây. Ngọc nghiến thì thường sử dụng để đóng bàn ghế, sập làm các đồ gỗ mỹ nghệ, đồ trang trí như là lộc bình, tượng thần tài, tượng cóc ngậm tiền với giá từ vài triệu đồng cho đến vài trăm triệu đồng, thậm chí hàng tỷ đồng. Cụ thể, một bộ bàn ghế ngọc nghiến ở đây thì có giá từ dao động từ 150 đến 200 triệu đồng, sập thì có giá từ vài trăm đến 1,5 tỷ đồng. Cây gỗ nghiến là một loại nguyên liệu tốt có ứng dụng cao trong đời sống. Tuy nhiên, bạn cần phải lựa chọn đúng nhà cung cấp để đảm bảo gỗ bạn sử dụng là đạt chuẩn, tránh tình trạng mua phải gỗ giả. Đây là lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn. Qua những thông tin chúng tôi đã chia sẻ thì có lẽ nào đã thêm phần nào kiến thức về gỗ nghiến cho các bạn. Và đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video bổ ích và hoàn toàn miễn phí của chúng tôi. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong những video clip khác.